Công an Khánh Hòa phát thông báo truy tìm nghi phạm sát hại ba người. Phan Danh Hưng là nghi phạm gây ra vụ thảm án khiến ba người chết ở huyện Diên Khánh. Cảnh sát phát thông báo truy tìm người này. Tối mùng 2 tháng 6, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Khánh Hòa phát đi thông báo truy tìm Phan Danh Hưng, 37 tuổi, quê thị xã Ninh Hòa, ngụ xã Diên Xuân, huyện Diên Khánh. Hưng là nghi phạm liên quan đến vụ án mạng khiến ba người chết xảy ra ở xã Diên Xuân, huyện Diên Khánh sáng cùng ngày. Theo cảnh sát, Phan Danh Hưng có đặc điểm nhận dạng là nốt ruồi cách 2 cm dưới sau đuôi mắt phải. Cảnh sát đề nghị ai phát hiện nghi phạm có đặc điểm như trên thông báo ngay đến cơ quan công an gần nhất hoặc trực ban công an tỉnh Khánh Hòa qua số điện thoại 0935867676 gặp điều tra viên Nguyễn Quốc Bình. Khoảng 5 giờ cùng ngày, người dân phát hiện 3 thi thể trong ngôi nhà cấp 4 ở thôn Xuân Đông nên cấp báo công an. 3 nạn nhân gồm LTTV, 37 tuổi, vợ nghi can Hưng, hai người còn lại là cháu gái bên vợ và người hàng xóm. Theo hàng xóm, nghi phạm Hưng có máu cờ bạc, nhậu nhẹt nên thường gây gỗ với vợ. Hôm xảy ra vụ án, vợ của nghi phạm sang nhà mẹ đẻ gần đó để lánh nạn vì sợ chồng đánh. Khoảng 5 giờ, Hưng cầm theo dao sang nhà mẹ vợ. Tại đây, sau khi sát hại vợ và cháu gái, nghi phạm sát hại hàng xóm khi người này sang can ngăn.